Đây là một cái chậu hoa ly nhá, và hai chậu ở bên này nữa. Là hoa ly này thì được mình mua là khá là lâu rồi các bạn, và các bạn biết là mình để như thế này, cái gốc mà mình mua cách đây là mấy năm rồi cơ. Mình để như thế này thì cái củ của nó ở dưới này nó còn đấy, vào đến mùa khác nó lại mọc lại các bạn ạ. Ở đây mình trồng mình không chăm sóc nhiều lắm đâu, nó có dại, nó phát triển, nó ăn hết chất dinh dưỡng ở đây rồi. Ở dưới này là củ của nó này, củ của nó thì nó bắt đầu là đến mùa thì mình không phá, mình để như vậy thì nó lại mọc lại. Mình chăm bón phân, tưới nước giữ ẩm thì các bạn sẽ được một buổi khác. Vào mùa này đó là nó mọc lên tự nhiên. Đây là cây nó mọc này các bạn này, tự nhiên mình không chăm sóc gì hết, và bông của nó đẹp như thế này các bạn nhé. Hoa ly, và bên này cũng chuẩn bị nở này. Đấy, đây đây một số bụi nó lên, và hôm trước nó lên chi chít luôn. Ví dụ như cây này, nó lên chi chít mà mình nhổ mình phá hết ra, mình không nên để nhiều. Đây đây là một cái củ của nó đây, cái củ này thì nhỏ, nó còn bé. Mình có thể là có nhiều củ này, các bạn thấy có nhiều củ được không? Như cái này mình trồng nó cũng cũng sống này, còn mấy cái củ lớn lớn này này mình tách ra mình trồng này. À, hôm sau nó lại sinh trưởng và phát triển lại. Ở đây mình không chăm sóc nhiều nhá, mình cứ để tự nhiên thế thôi. Nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta chăm làm cỏ cho nó, rồi là bón phân cho nó là được thôi. Đấy, đây là một bụi bên này này, thì nó phát triển lên nữa này. Đấy, đây chúng ta thấy này, bông như thế này khá là đẹp, mình ngửi cũng thơm các bạn nhé. Đây, hôm sau mình lại tách ra thôi. Ví dụ như nó phát triển lên, nếu mà mình muốn tách ra thì ở đây này mình tách được ba bụi khác nhau này, mình trồng càng được nhiều các bạn nhé. Đấy, hoa ly này thì mình có thể là để giống cũ là được, nhưng mà nó sẽ không đẹp bằng cây F1. Tại vì mình trồng ở đây là khi mà chúng ta mua ở ngoài chợ về ấy, thì thường thường là người ta trồng F1. Còn ở đây gọi là mình F2, nên là nó sẽ không đẹp bằng cái loại F1 các bạn nhé. Đấy, bạn nào muốn biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn có thể là bình luận dưới video này để bên mình tư vấn cho tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở một số nội dung video sau.